Vâng, em xin chào quý vị. Hôm nay em tiến hành test cái con loa cặp loa 062A cho anh khách ở Tứ Kỳ, Hải Dương. Vâng. Anh đã đặt cái đôi loa này nhá. Đây. 062A đây anh nhá. Đây. Mình test từng loa một nhá. Đây. Test loa trái trước đi. Đây nhá. Đầu tiên em sẽ hạ bass xuống này. Và để test vào này. Đây. Nghe tiếng test rõ ràng không ạ? Ước mơ làm chỉ một lần buồn chưa bối xóa quê cũ. Ok nhá, để em lại hạ tép xuống này. Tôi mến đêm trăng rằm mộng ngày. Đẩy bát vào này. Hòa bên mái chay. Năm xưa tôi nhớ nơi này qua một đêm gió mưa nhì. Lời nào ta rót vào tim nhau trong mê biết nói sao. Từ đó chúng ta người mỗi nơi tìm lối yên vui rồi. Ok. Nhắc chi. Nên sẽ chuyển sang loa bên tay phải nhá. Lòng lắm người ơi. Còn thương đây. Nhau nhé xin quên đi. Bây giờ loa phải kêu rồi. Đang trong tình trạng là đang dìm tép xuống và đẩy bát vào này. Đấy. Từ vâng, giờ em sẽ lại hạ bass xuống nhá. Không được bass vào loa, bật bắt đầu đẩy tép vào loa này. Tôi mãi chưa quên lời ai nói yêu tôi rồi. Anh nghe tiếng chép chưa? Mà lòng người thường hay thay đổi. Đời linh còn nghĩ gì? Ước mơ làm chi một lần buồn chưa bối xóa. Quê cũ ghi bao tình, tôi mến đêm trăng rằm, mộng ngày hiền hòa bên mái tranh. Năm xưa tôi nhớ nơi này qua một đêm gió mưa nhì. Lời đau ta rót vào tim nhau trong mê biết nói sao. Từ đó chúng ta người mỗi nơi tìm. Ok nhá, hai nói là cho ok này. Nhắc chi chuyện cũ thêm đau lòng lắm người ơi. Còn thương nhau nghe xin quên đi ngày đã. Nhắc chi chuyện cũ thêm đau lòng lắm người ơi. Còn thương nhau nhé xin quên đi ngày đã qua. Ok nhá. Loa của anh chỗ ok. Đấy. Mọi thông tin chi tiết về cái loa Onkyo 062A này nhé, mọi người có thể liên hệ cho bên em số điện thoại là 0966 594581 nhé. Vâng.
Đây, đôi loa này của anh khách ở Hải Dương đấy là 1,5 triệu một đôi nhá. Vâng. Em xin cảm ơn mọi người đã theo dõi video và xin hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo của bên em.